Ơi, mến chào các bạn nông cơ Dũng Vự mới vừa về một chiếc máy xới mini chạy dầu Yanma hả? Yanma ITA 6S các bạn nhìn nó mới nè. Mâm niền đồ cũng rất là mới ha, vỏ lốp nè. Không một chút nứt đồ luôn. Wow, có đề luôn nè. Đó, quá đẹp các bạn. Đây, đây bộ dàn xới nè. Xới này mới VIP nha, nó có số xới nằm sau này luôn ha. Nhìn nó hình như là nó đâu có khác gì xe mới đâu ta. Đúng rồi, mới kit luôn. Trời ơi, lưỡi dao đồ này nọ cũng còn đẹp nữa. Đây cái dòng xới của nó nè, 1 2 3 4 5 6 8 số chạy tới. 4 về. 4 số chạy lui. Wow. Wow. Sang choang mà chữ này mình đọc không được. Cái này là gì chứ? Tuổi thỏ nhanh chậm. Nhanh chậm, còn cái này? Bên này là thắng tay. Thắng tay. Côn. Côn, còn cái này? Đề. Đề. Đúng rồi. Ga, qua lại. Không quẹ qua lại. Bóp. Ờ. Rồi, cái này nó xài động cơ mấy chăng? Mấy L. L mấy? Cái này chắc L 60 quá. L 60 á. Đúng rồi. Đây. Đây. À. L60 chính xác. L60 ITS nè. Rồi bây giờ cháu thử giật cái máy lên thử coi. Wow, phát hột luôn. Còn cái nút đây luôn chứ. Rồi thâu cái chạy coi cháu. Giật cái chân lên kìa. Có cái chân kìa. Rồi. Hàng mà nó về mà như vậy là rất là hiếm các bạn nha. Lâu lâu mới có một chiếc nha. Đó, xới. Cái ve nó xới không? Có. Xới ve được chưa? Có tiếp, có tiếp. Quá mới. Đâu có quả tạ đàng hoàng. Đây, bật lên vậy. Chú ơi, cái bô mà đen chú. Cái bô mà đen này nè. Này, cái gì nè, cái gì thiết. Cục cổ bô này, cục cổ bô trong nè. Đây hư không? Nước sơn riêng hết hả? Riêng hết. Cái cổ bô trong này, nước sơn vô hết mà cháy dưới rồi. Bét nữa, sáng choáng nha. Sáng choáng luôn. Quả mới vô rồi. Bình sinh con làm đây nè. Bình sinh con. Làm gì ở bình sinh con? Cái dầu mà bình sinh con gì? Ở bét nè, này lọc gió. Mới. Khi mà ấy thì mình kéo cò. Đúng rồi. Kéo cò tự mới nhả hả? Tự nhả chứ. Bình cho khỏi cái cò luôn. Đây, cô máy nè. Này, cái mặt máy nè. L60 nè. L60 nè. Bỏ không luôn cũng nha. Không bỏ không được, không được luôn. Bỏ không được luôn. Không được luôn. Đi đi xa băng. Cái này sản xuất năm 2002. Rồi quá đẹp luôn. Ở đây thì mình thấy con này là nhất rồi đó. Nhất. Cái hồ nước đây uổng quá ha. Dạ. Có đèn báo nó nhất trong công rồi chú, nó cấn nó bể. À. Cái này tháo rồi đó được. Tháo rồi chú, mình vẫn kéo cày kéo mọt được. À, bánh mọt xài đầy đủ. À, kéo cày kéo mọt được luôn. Đúng rồi. Con này giá bán tầm nhiêu ta? Này không biết được chú ơi. À, mới về không biết được. Không biết hả? Tầm biết thôi. Tầm mười mấy triệu á. Cái nào cái đó anh em có nhu cầu thì cứ gọi cho ông chủ thôi. Dạ. Rồi mình sẽ để số điện thoại tiêu đề đó, hoặc cần mô tả đó, em lấy số điện thoại gọi cho ông chủ thôi thì sẽ biết thôi. Đó, quá đẹp luôn. Lâu lâu mới về có con đẹp. Ngoài ra thì ở đây động cơ này bán hay không? Dạ. Động cơ thuộc sao gì đây? Gà 85. Go A85. Wow. Mới ha. Mới, quá mới luôn. Len xà beng luôn. Rồi. K185 nè. Rồi KX750 nè. Rồi. Đây. IZ11. IZ11. Rồi K1-17. K9.
rồi mấy đào, mấy đào ý là lên mấy đào đó, đây mấy đào mương nè, rồi mấy đào mới về nè các bạn nè, mới vừa về ha. Con này con mấy chó? K015. À, Ubuta K015. Đúng rồi. Ubuta K015. Ủa mạng nó đâu? Mạng nó mờ. Nó mờ đúng rồi. Rồi Kobe. SK015. Cái này đăng kiểm rồi, giờ mình dọn rửa lại chứ. Đúng rồi, dọn rửa lại chứ, đúng rồi. SK015. Full đồ chơi á. Full đồ chơi luôn. Đúng rồi. Dạo này mini nhiều ha. Dạ, liên tục. Ba con SK015. Dạ. Con xanh xanh bên kia xanh là con AX15. AX15. Máy này tay lái thủy hết nha. Đúng rồi, chỗ thủy hết. Tay lái thủy hết. Rồi AX15. Ừ. AX15 à? Dạ. Aiman là con Yamaha đúng không? Yamaha là của Hitachi. Hả? Hitachi. Aiman của Hitachi hả? Chứ không phải Yamaha hả? Nó đời của Hitachi á. À. Giờ xích 30U. Ủa con này cũng mới về luôn hả? Dạ mới về luôn, 013 luôn. Con này là 013. Hả? 013. Ủa, con này có gian cành. Đúng rồi, có chứ. Full là chơi phanh gian cành đậu búa rồi đủ chứ. Dạ, gian ngắn rồi nè. Gian ma B12. Rồi, Bube 015 hả? 015. Mitsu. M15 luôn. 15 luôn. Đúng rồi. Mini. Mini, hàng siêu đẹp. Cô bé 015. 015 luôn. Đúng rồi. Có số to rồi đó. Dạ. H08. Đúng rồi. ES15. ME15. ME15. Là 15 không à? 15 không? Rồi. Con kia. BBC05. Con này thì bán rồi, giờ giao. Ô bán rồi. U30. À. S90. Đúng rồi. Con này mới về luôn hả? Mới về luôn, 12, nít 12. Con này không có banh càng đâu hả? Không. SI12. Đúng rồi, gớt. Xe rùa này khoảng nhiêu chứ? Hai cầu mới về. Nhiều chứ? Không phải hai mấy triệu. À. Mới về. Đẹp quá ha. Dạ. Nhìn nó chắc chắn. Sikoku. Sikoku. Đúng rồi. Đây, chiếc này mới là biết nè. Đúng rồi, rùa cẩu. Rùa cẩu nè. Rùa cẩu nè. Đó. Cần dài mấy mét ta? Cần dài 4 mét, tầm 4 mét rưỡi. À, cây 10 tấn hả? Dạ. Cậu được 1 tấn hả? Tấn, hết cỡ 1 tấn. Có mã vạch nữa chứ. Đấu giá mà. Hả? Hàng đấu giá. À, có cảo, có tời. Có tời nữa. Đúng rồi. Trang lốp rồi còn đẹp ha? Đẹp, ngoài đẹp lắm. Chà, đây có mấy đầu mương nữa ta? Đầu mương. Đầu mương hơi bị dữ, bây giờ thấy họ xài mấy đầu mương này nhiều ghê. Đúng rồi, đầu mương. Sầu riêng hình như giờ họ phải đầu mương. À, coi gói tời thay lực đã quá. Ừ. Cá 10 ly. Zin luôn ha. Zin mới ha. Nước sơn zin luôn ha. Ủa xích này là xích nội địa hả? Dạ cái gì chú? Khách mua quá, khách mua xe đào đổi sắt qua bỏ lại. À. Ok, nó ghi gì chữ một đống chữ vậy ta. Dạ. Hay là máy này là máy này đầu mương ngon lắm á, hay nói gì đó. Đừng ăn cắp của tao à. À, cũng à, nè, vô dọn nè. Ô chiếc này về nữa, còn có cái thùng gì đây nữa? Để đồ nghề chú. Hả? Đồ nghề. À, thùng đồ nghề hả? Có vỏ nữa nè ha. Ừ. Có cời đàng hoàng nè. Đúng. Nhưng rồi. Mà không đẹp bằng con vàng kia. Đúng rồi, không đẹp. Con này cần máy cũng tấn luôn. Tấn luôn. Ừ. Xây 360 độ. C25. R 2 4 6 8 10 bánh. Đúng rồi. Rồi xe rùa C55 nè mới về. C30 nè. C30 mới về nè. LG30 nè. Acido là của Kuta hả? Kuta. Mấy? Kuta 30 mấy dầu? Mấy dầu? 4 máy. Cái gì đây? Cái điện rồi chú, làm đèn rồi, bắt điện xe đào rồi. À. 4 máy. Ừ. Tha hồ xe. Con này mới về hả? Mới về, rùa bánh xích mấy dầu. Máy dầu là nó xài máy gì? Máy NS 70. Hả? NS 70. MF 70 hai máy hả? NS. Máy hả? NS. NF một máy hả? Đúng rồi, một máy Yamaha. À, Yamaha NF. Xe máy dầu bánh xích. Ô con này sao nó lai cần ta? Lai chú. Lai màu ta. Nội nó về đây à, mà. Nó sơn ra ngoài, sơn trùm ra ngoài.
Em Arabai. Bốn Hitachi hả? Đúng rồi, Hitachi. Nhưng mà của là Araman. Araman. Đổi tên vậy. Cái này dân nó về Rayo 40. Sao tháo ra vậy? Đang làm chứ. À, kiểm tra. Mới về luôn hả? Dạ. Wow, mình xích. Về quá trời hả? Kabuto. U35. Nhật quét sơn sớm gấm quá phải sơn lại. À. Nhật nó quét đường. À, nó quét hả? Dạ. Con này mới về luôn. Mới về. X35. 40. Ồ, đây có con cần cẩu nè. Cẩu nhện. Cẩu gấp. Đúng rồi. Đây. Cắt cỏ Kubota 3X. Đúng rồi. 3X là bánh đồ, nó tẹo bánh đồ luôn đó. Đúng rồi, đi đi qua, giá rẻ bằng giá rẻ là tranh luôn, chỉ 80 triệu. À. Đúng rồi. Full. Lỗ cao 1,5. À. 3 dao. Giá cạnh tranh luôn hả? Cạnh tranh luôn. Khoảng mấy chục cành. Máy mới tin. Khoảng mấy chục cành nè. À. Ở đây có ba quán cả bánh xích nha bạn. Xích luôn. Xích riêng, xích riêng địa có mới đó nha. Xích Nhật cũng có luôn nha. Nhật luôn nha. Là 250 kìa. Có xích Đức không? Không. Hả? Hi chi nè. À. Yeah. Rồi. Ok. Cái dầu rồi rất nhiều ha. Máy xăng nữa nha. Đây máy xăng nè. Vệ sinh thôi. À, máy xăng nè. Máy xăng giá từ 3 triệu cho lên. Rồi. Còn đây là máy cắt cỏ nè. Bàn móng tay nè. Kêu ảnh là kêu túi vô. Cái đào mương. Ủa mấy đào mương sau này hẹp dữ ta. Dạ, cái này đào mương nhỏ, đào cỡ khoảng đào này là để bỏ ống. Bỏ ống đúng rồi. Trong ống nhỏ, gai nó nhỏ. Dạ. Này mình muốn bắt dao lớn cũng được bình thường. Dạ, dao lớn được đúng rồi. Rồi máy phát cỏ ngồi lái nè. Máy phát cỏ bàn nè. Cỏ ngồi lái nè. Ở đây có bán cả phụ tùng nữa các bạn nha. Có bán phụ tùng nữa không? Dạ. Đây à, có vàng sới, có lưỡi sới đâu nè. Yeah. Rồi các cái tay quay rồi dây đồ tùm lum hết, nói chung đủ thứ để các bạn có thể đây mấy đồ vết của mấy nghĩa địa, các bạn hỏi gì có đó nha. Nhưng mà đây nữa nè. Ồ, bạn muốn mua gì có đó. Của máy sới. Rồi, anh em nào có nhu cầu thì cứ alo cho ông chủ ha. Theo số điện thoại 0844 08555 ha. Rồi, mến chào anh em.